Ở bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn thao tác trong cửa sổ làm việc 3D. Khi mở phần mềm 3DS Max lên, các bạn có thể thấy chúng ta có 4 vùng cửa sổ làm việc, bao gồm 3 cửa sổ 2D là mặt bằng top, mặt đứng front, mặt bên trái left và một cửa sổ 3D phối cảnh perspective. Để truy cập vào từng vùng làm việc, các bạn kích chuột vào vùng làm việc đó. Mỗi khi click chọn một ô cửa sổ làm việc sẽ có một ô màu vàng bao quanh. Ở trong cửa sổ làm việc, các bạn có thể di chuyển góc bằng cách chỉ chuột vào góc nhìn đó, nhấn giữ con lăn chuột giữa và di chuyển theo ý muốn. Để quay lại góc nhìn ban đầu, các bạn nhấn tổ hợp phím Shift Z. Để zoom vào vật thể, các bạn chỉ chuột vào cửa sổ làm việc, lăn con chuột giữa lên xuống để zoom ra zoom vào. Để trở lại một lần zoom trước đó, các bạn cũng dùng tổ hợp phím Shift Z. Để zoom tổng thể vào toàn cảnh, các bạn kích vào một khoảng trống trong cửa sổ làm việc cần zoom cho đến khi không có vật thể 3D nào được chọn và nhấn phím Z. Để zoom vào một vật thể 3D, các bạn chọn vật thể đó và nhấn phím Z. Để chọn vật thể 3D, các bạn nhấn phím Q. Hoặc kích hoạt công cụ chọn vật thể tại đây. Để zoom chậm và chính xác hơn, các bạn chọn một cửa sổ làm việc. Sử dụng tổ hợp phím Alt cộng Z. Sẽ có hình chiếc kính lúp hiện ra. Các bạn nhấn giữ chuột trái di chuyển lên xuống để zoom ra zoom vào. Nhấn chuột phải để kết thúc lệnh. Để xoay góc nhìn xung quanh các vật thể, các bạn giữ tổ hợp phím Alt cộng con lăn chuột giữa. Di chuột trái phải lên xuống để xoay. Nhấn tổ hợp phím Shift Z để quay lại góc nhìn trước đó. Trong cửa sổ 3D phối cảnh Perspective, khi xoay góc nhìn, nếu không có vật thể 3D nào được chọn thì tâm của góc xoay sẽ là ở giữa cửa sổ làm việc. Bất kể bạn có chỉ con thỏ vào đâu để xoay. Cho nên việc các bạn nhấn Z để zoom vào tổng thể toàn cảnh là rất quan trọng. Khi có một vật thể 3D được chọn, tâm xoay sẽ là tâm của vật thể được chọn. Trong cửa sổ 2D, khi xoay các vật thể, cửa sổ đó sẽ chuyển thành cửa sổ 3D vuông góc, tức là không có tiêu cự, cho nên các bạn sẽ cảm giác là các vật thể hơi bị méo. Khác với cửa sổ 3D phối cảnh, khi không có vật thể 3D nào được chọn, tâm góc xoay của cửa sổ 3D vuông góc là tâm của con trỏ, tức là trong cửa sổ làm việc các bạn chỉ chuột vào đâu thì tâm sẽ ở đó.
Khi có một vật thể 3D được chọn, tâm xoay sẽ là tâm của vật thể được chọn. Để quay lại góc nhìn trước đó, các bạn cũng sử dụng tổ hợp phím Shift Z. Theo mặc định, chúng ta có thứ tự của các cửa sổ làm việc như sau. Tuy nhiên, các bạn có thể chuyển một cửa sổ làm việc sang bất kỳ cửa sổ làm việc khác bằng cách chọn cửa sổ đó và nhấn phím V. Sau đó chọn góc nhìn mà bạn cần truy cập. Hoặc chỉ cần nhấn các phím tắt tương đương với tên gọi của từng cửa sổ. Ví dụ T là mặt top. F là mặt front. L là mặt bên trái, left. Và P là mặt 3D phối cảnh, perspective. Chỉ có 4 cửa sổ làm việc mặc định này là có phím tắt. Các cửa sổ còn lại các bạn phải truy cập bằng phím V. Tiếp theo, để phóng to một cửa sổ làm việc lên toàn màn hình, các bạn click chọn màn hình đó và nhấn tổ hợp phím Alt+W. Nhấn Alt+W lần nữa để quay lại giao diện mặc định. Nếu bạn cần một vùng làm việc thật rộng thì khi phóng to cửa sổ làm việc, các bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl+X để ẩn tạm thời các thanh công cụ đi. Nhấn Ctrl+X tiếp để trở lại giao diện ban đầu. Ngoài ra, các bạn cũng có thể sử dụng khối hợp góc nhìn ở góc trên bên phải của mỗi cửa sổ. Để truy cập vào những góc nhìn tương ứng, các bạn click vào những vị trí trên khối hợp này. Như vậy, tôi đã giới thiệu qua cho các bạn những thao tác cơ bản và hay dùng nhất như vậy. Các bạn cố gắng thực hành nhiều cho thành thục nhé, vì nó ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ làm việc của các bạn sau này. Chúc các bạn thành công! Các bạn có thể tìm thêm những video bài giảng chất lượng khác bằng cách truy cập vào trang web Facebook của trường đào tạo thiết kế diễn họa công nghiệp T3D Up Design School theo địa chỉ sau: www.facebook.com/T3D Up Design School viết liền. Để đăng ký học, các bạn nhấn vào nút Shop Now. Tiếp theo, các bạn click vào ảnh khóa học mà các bạn muốn học. Ví dụ ở đây tôi click vào khóa chuyên đề ánh sáng chuyên sâu. Các bạn có thể comment để hỏi về thông tin đăng ký học. Hoặc nhấn vào nút Message để gửi yêu cầu. Tôi sẽ trả lời cho các bạn ngay khi nhận được tin nhắn. Chúc các bạn học tốt! Nếu các bạn thích video này, hãy nhấn nút subscribe để đăng ký vào kênh YouTube của tôi và theo dõi các video chất lượng hàng ngày khác. Ngoài ra, các bạn có thể chia sẻ video cho bạn bè và người thân để giúp cho các video này đến được với mọi người. Đó sẽ là động lực lớn giúp tôi làm thêm nhiều video chất lượng khác. Xin chân thành cảm ơn!